Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đại Vương Review của chúng mình. Thế giới tu tiên luôn là đề tài, khiến chúng ta nảy sinh tò mò và yêu thích. Thanh Diện Tu La là bộ phim xoay quanh nhân vật chính mang tên Tề Quân Nguyên. Anh ấy là đệ tử, mới gia nhập tổ chức sát thủ Ly Hận Cốc. Đáng tiếc ngay trong lần làm nhiệm vụ ám sát đầu tiên, Tề Quân Nguyên không thể hoàn thành. Cũng vì vậy mà anh ấy đã bị triều đình và các tổ chức sát thủ khác truy sát. Liệu rằng Tề Quân Nguyên có thoát khỏi âm mưu, được suy tính nhiều năm của kẻ bí ẩn hay không? Cùng theo chân mình để tìm hiểu rõ hơn bạn nhé. Tề Quân Nguyên là bốn trong tứ đại sát thủ của Ly Hận Cốc đời thứ 20. Sư phụ của anh ấy là Mạc Sầu Phán Quan. Trong một lần bảo vệ Ly Hận Cốc khỏi đợt tấn công của sát thủ, Tề Quân Nguyên đã bị mất đi cánh tay phải. Cốc chủ Kim La Thái Tuế thấy vậy để bù đắp, đã trao anh ấy thần khí hộ pháp là Tu La Thủ. Tề Quân Nguyên tới Ly Hận Cốc này vì mục đích báo thù. Thì ra năm xưa cha của Tề Quân Nguyên đã nhận làm bản đồ kho báu cho một kẻ bí ẩn. Kết quả hại cả gia tộc liên lụy, khiến 37 người vong mạng một cách oan uổng. Anh ấy muốn tìm manh mối về kẻ đã sát hại người thân của mình. Một bên khác, tại Đông Tam Phủ Thành, đám thuộc hạ họp mặt báo cáo với Đông Tam chủ công Sài Thắng về bản đồ kho báu. Thứ đó đang bị thái thú thành biên giới nắm trong tay, tên đó muốn độc chiếm một mình. Thụy Thân Vương Sài Khang lại nhắc nhở Sài Thắng rằng nếu khi xưa nghe lời mình tiến đánh biên giới, có phải bây giờ đã nắm gọn thiên hạ trong tay rồi không? Triệu Sấm thấy Sài Khang đắc ý như vậy thì muốn phản bác vài câu, ai ngờ lại bị lão ta cảnh cáo. Thì ra cái ghế Triệu Sấm đang ngồi là do Sài Khang đề bạt mà có. Đợi lão già Sài Khang rời đi, Triệu Sấm mới tiến tới phân ưu cùng Sài Thắng. Triệu Sấm biết thái thú biên giới là kẻ vô cùng tham lam. Triệu Sấm tình nguyện tới biên giới dùng vàng bạc trao đổi cùng hắn ta để đem tấn bản đồ về. Sài Thắng lo lắng Triệu Sấm đi sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Sấm nói có thể phân ưu vì công chủ. Ông ta nguyện bước lên núi đao xuống biển lửa, quyết không từ nan. Một bên khác tại Nam Lăng Chủ Thành. Nam Lăng chủ mẫu là Hoa phi nhân đang giúp chủ công thêu long bào. Chủ công đi tới thì thấy hình ảnh ấm áp đó. Hoa phu nhân nói đã biết việc Sài Thắng cử Triệu Sấm đi tìm bản đồ. Bà ta nói mình nhất định sẽ ra tay trước và mang bản đồ về cho chồng. Công chủ nhắc nhở Hoa phu nhân rằng Triệu Sấm là kẻ không dễ đối phó, bảo bà ta cần phải cẩn thận khi hành động. Sài Khang tới tìm Kim La Thái Tuế của Ly Hận Cốc, muốn bàn một vụ làm ăn lớn. Sài Khang thuê sát thủ Ly Hận Cốc giúp mình lấy tấm bản đồ và giết Triệu Sấm. Sau đó cốc chủ đem mọi chuyện nói với Mạc Sầu Phán Quan. Ngày mai vào lễ đố đèn sẽ công bố danh sách các sát thủ tham gia vụ này. Cốc chủ nói sẽ không để Tề Quân Nguyên tham gia, bởi phi vụ này có liên quan tới kẻ thù giết cả nhà anh ấy. Cốc chủ sợ rằng Tề Quân Nguyên sẽ làm hỏng việc. Ngày hôm sau, Tề Quân Nguyên đánh hơi ra phi vụ bản đồ kho báu. Anh tìm gặp sư phụ mình, muốn xin được tham gia vào phi vụ lần này. Thời khắc đố đèn cũng tới, kẻ thắng cuộc lần này chính là quái quỷ Sơn Quỷ. Dẫu vậy, Tề Quân Nguyên cũng không chịu bỏ cuộc. Anh ấy nói lý tưởng cả đời này của anh ấy chính là báo thù cho người thân của mình. Còn thở, Tề Quân Nguyên sẽ còn tìm kiếm kẻ thù. Ngày hôm sau, quái quỷ Sơn Quỷ và người của mình đã tới chùa Thần Long Giả làm nghệ nhân múa rồng. Tề Quân Nguyên cũng mò tới đó, anh ngồi trên mái nhà âm thầm quan sát tất cả. Bên trong, Triệu Sấm đang thương lượng với thái thú thủ thành, muốn dùng 100kg vàng để đổi lấy bản đồ kho báu. Đáng tiếc tên thái thú lòng tham vô đáy vẫn không cảm thấy hài lòng. Ngay khi đó, đám Sơn Quỷ giả dạng nghệ nhân múa rồng đã vào bên trong. Hắn đặt bom vào các trụ đèn đá, đồng thời đầu rồng cũng phun lửa vào người thái thú. Bên ngoài, bom nổ khai màu cho cuộc thảm sát. Hai bên lao vào đánh nhau tranh giành bản đồ kho báu. Sơn Quỷ cũng tháo bỏ lớp ngụy trang, khoe mẽ cái đầu chọc lóc bóng loáng của mình. Triệu Sấm thấy có biến cũng không chịu ngồi yên, ông ta cầm kiếm đánh nhau cùng đám người Sơn Quỷ. Mắt thấy thời cơ đã tới, Tề Quân Nguyên đeo lên mặt nạ, anh sử dụng Thanh Diện Tu La để chiến đấu. Tề Quân Nguyên ra lệnh cho đám người Ly Hận Cốc đi tìm kho báu, còn mình sẽ xử lý nơi này. Tề Quân Nguyên lao vào đánh nhau với Triệu Sấm. Ngay khi anh ấy sắp giết được ông ta thì có kẻ thứ ba chen ngang cuộc chiến của hai ta. Những kẻ lạ mặt có giao diện Tây vực rất mạnh, chúng đồng loạt lao tới úp sọt Quân Nguyên khiến anh ấy trở tay không kịp. Sơn Quỷ cũng không khá hơn là bao, hắn đã bị giết chết một cách dã man. Tề Quân Nguyên bay lên cao, tên sát thủ Tây Phương vẫn không chịu buông tha anh ấy. Tề Quân Nguyên sử dụng cước pháp đá bay trụ đá. Tiếp đến, Quân Nguyên lại dùng bàn tay giả của mình bắn ra sợi dây sắt, vác cả con rồng lớn múa may quay cuồng, khiến đám sát thủ hoa cả mắt. Nhưng cơ hội đó, Tề Quân Nguyên nhanh chân bỏ trốn. Kế hoạch ám sát của Ly Hận Cốc thất bại, thành chủ và Triệu Sấm vẫn sống nhăn răng. Buổi tối hôm đó, thái thủ mở yến tiệc ăn mừng thoát chết. Mấy em đào lắc lư khiến người xem lác mắt. Có một em tay vịn chủ động tới hầu hạ thái thú, sau đó lại nhân lúc ông ta lơ là và dùng châm độc chết. Cô em có được tấm bản đồ kho báu trong tay đang hí hửng thì Quan Nguyên bất ngờ xuất hiện.
Hóa ra cô gái cũng là người của Ly Hận Cốc, chính là cô gái đánh đàn ban sáng. Thấy người tới là Thanh Diện Tu La, cô gái vội vàng trao tận tay Tề Quân Nguyên tấm bản đồ kho báu. Ngay khi đó Bạch Vô Thường xuất hiện điên cuồng chém giết. Hắn thông báo Thanh Diện Tu La vi phạm mệnh lệnh của cốc chủ tự ý hành động, khiến năm huynh đệ Sơn Quỷ vô tình bị hại chết oan. Tề Quân Nguyên biết trận chiến lần này không thể trốn tránh, thế là muốn đấu với Bạch Vô Thường một trận ra trò. Anh nhờ cô gái kia giúp hai người họ đếm đến ba, cả hai sẽ cùng phóng ám khí xem ai lợi hại hơn. Bên ngoài Bạch Vô Thường chọn ám khí là ba thanh đũa sắt. Đợi khi âm thanh đếm đến ba, Bạch Vô Thường tung ra ám khí. Ai ngờ ám khí ghim xác của thái thú lên tường, còn Tề Quân Nguyên và cô gái kia đã bốc hơi từ lúc nào. Trên đường chạy trốn, Quân Nguyên lại gặp sư phụ Mạc Sầu Phán Quan. Sư phụ khuyên anh ấy mau dừng tay lại, nhưng Quân Nguyên cứng đầu không chịu nghe. Hai thầy trò lao vào đánh nhau, nhưng không ai muốn làm hại ai, họ chỉ trông chế qua loa mà thôi. Mạc Sầu sau đó thả Quân Nguyên đi, còn không quên dặn dò anh ấy cần phải cẩn thận hắc Bạch Vô Thường. Sau khi về nơi an toàn, cô gái thành thật khai vớ với Quân Nguyên rằng cốc chủ giao cho mình lấy kho báu và đưa cho Chí Thượng Bát Tiên Lâu. Cô gái này tên là Tần Sinh Sinh, vốn là trẻ mồ côi được cốc chủ Ly Hận cố thu nhận. Tần Sinh Sinh tò mò hỏi Tề Quân Nguyên, tay của anh có phải do người yêu của mình chặt hay không? Tề Quân Nguyên nói đúng vậy, nhưng người yêu anh ấy cũng là bị bất đắc dĩ mới làm vậy mà thôi. Sau đó cô ấy cũng phải trả giá bằng cái chết rồi. Quân Nguyên nghi ngờ tại sao có kẻ lại biết được toàn bộ kế hoạch của Ly Hận Cốc mà đón đầu. Có biết trước mà sắp xếp, bốn cao thủ Tây vực nhắm vào anh ấy. Quân Nguyên nghi ngờ có kẻ đã đào bẫy từ trước rồi dụ anh ấy nhảy vào. Quân Nguyên cũng nghi ngờ không biết Tần Sinh Sinh là địch hay là bạn. Ngày hôm sau trước khi rời đi, Sinh Sinh như một cô vợ nhỏ chu đáo, còn chuẩn bị cơm cho Quân Nguyên mang đi ăn dọc đường. Sau đó luyến tiếc rời đi, cô biết rằng lần chia tay này, không biết bao giờ họ mới có thể gặp lại nhau. Quân Nguyên bá đạo kéo Sinh Sinh vào lòng và cưỡng hôn cô ấy. Sau đó anh đi tới tìm Sài Khang, nói với ông ta nếu muốn thuê mình sao không đặt mặt chỉ tên luôn, cứ vòng vo tam quốc làm gì. Thấy bản đồ kho báu trong tay Quân Nguyên, Sài Khang lập tức lấy Sinh Sinh ra uy hiếp, ép anh ấy giao ra tấm bản đồ đó. Ai ngờ Quân Nguyên lại nói, mình và Sinh Sinh không liên quan. Vừa hôn con gái nhà người ta xong, bây giờ lại phủi quan hệ nhanh như vậy, đồ cha nam thứ đàn ông bội bạc. Ngay khi đó Hắc Vô Thường tới, hắn ta ra tay giết chết hết đám người của Sài Khang. Lần này Hắc Vô Thường chịu lệnh của cốc chủ tới, đưa Quân Nguyên về cố chịu tội. Quân Nguyên không chịu đi theo, buộc lòng một trận chiến phải diễn ra. Quân Nguyên dùng cánh tay tu la thủ của mình, đấu với mờ dương tán của Hắc Vô Thường. Bên ngoài vắng lặng như tờ, kỵ binh Nam Lăng xuất hiện. Quân Nguyên và Hắc Vô Thường buộc lòng phải dừng trận chiến nội bộ lại. Họ chung tay hợp tác giết kẻ địch, quyết không để người của Ly Hận Cốc bị kẻ ngoại lai ăn hiếp. Ở quán trọ gần đó, Hoa Phu Nhân mỉm cười, nhìn đám thuộc hạ của mình làm loạn. Quân Nguyên đánh nhau với đám kỵ binh Nam Lăng, muốn tạo cơ hội cho Sinh Sinh rời đi trước. Đáng tiếc rất nhanh Sinh Sinh đã bị đám kỵ binh khống chế lại. Đám kỵ binh lập tức cùng tính mạng của Sinh Sinh ép Quân Nguyên dừng tay. Triệu Sấm về lại kinh thành, Sài Thắng nói đã điều tra được vụ thích khách ám sát Triệu Sấm là do đệ đệ của ông ta là Sài Khang làm ra. Sau đó hai người họ mở mật thất và đi xuống bên dưới. Nơi đây là nơi xử lý thư từ trong cốc. Mọi người đang tất bật chép thư từ, sau đó dâng lên cho Sài Thắng đọc. Trong đó có tất cả thư của mọi người trong nước, bao gồm cả thư của Sài Khang và Triệu Sấm. Sài Thắng còn nắm trong tay thư của Triệu Sấm viết cho vợ, và biết ông ấy rất thương yêu phu nhân của mình. Để nắm đằng chui, Sài Thắng lấy vợ của Triệu Sấm ra đe dọa, ép ông ấy trung thành với mình. Ở bên này, Quân Nguyên và Sinh Sinh được đưa tới gặp Hoa Phu Nhân. Bà ta đặc biệt yêu thích Sinh Sinh nên đã tặng cho cô ấy một chiếc vòng tay. Hoa Phu Nhân nói là mình cố tình dùng bản đồ kho báu để dụ Quân Nguyên tới đây, sau đó muốn thuê anh ấy giết Sài Thắng. Hoa Phu Nhân cho Quân Nguyên biết ngày mai Sài Thắng sẽ tới hội quán Liên Tuyết, đó là cơ hội tốt để anh ấy ra tay ám sát. Hoa Phu Nhân còn hứa sau khi xong việc bà ta sẽ nói cho anh ấy biết nguyên nhân về cái chết của gia tộc mình. Ngày hôm sau, Sài Thắng và Mạnh Húc liên kết với nhau. Quân Nguyên và Sinh Sinh cũng cải trang thành người Nam Lăng. Để làm nóng không khí, Mạnh Húc muốn để Hoa Phu Nhân lên hát một bài góp vui. Đó cũng là kế hoạch của Hoa Phu Nhân, khi bà ta hát sẽ ra ám hiệu cho Quân Nguyên giết Sài Thắng. Ở bên này, Sài Thắng cũng không chịu ngồi yên. Ông ta ra lệnh cho Triệu Sấm cũng lên kế hoạch ám sát Mạnh Húc. Đột nhiên có sát thủ phe thứ ba xuất hiện, kẻ này làm cho căn phòng hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội đóng chặt căn phòng lại, sau đó tạo ra ma trận bằng dây thép sắt, lia đứt đầu đám thị vệ. Đám sát thủ Ly Hận Cố xuất hiện, khiến đám thị vệ trở tay không kịp, Quân Nguyên cũng lao ra phụ một tay. Sinh Sinh theo chỉ dẫn của Quân Nguyên, lao ra cướp tấm bản đồ từ tay Sài Thắng. Boss đứng sau mọi chuyện lao tới tấn công Mạnh Húc, rõ ràng Mạnh Húc không phải là đối thủ của lão ta.
thủ hạ của ông ta lao tới bảo vệ chủ, cũng bị chém cụt tay. Ngay khi ông ta sắp giết được Mạnh Húc, thì Quân Nguyên lao tới ngăn cản. Mặt nạ của lão già bị lột bỏ, thì ra đó lại là sư phụ Mạc Sầu. Thấy đồ đệ đã phát hiện ra bí mật của mình, Mạc Sầu vội vàng rời đi. Triệu Sấm giả vờ tới hỏi han tình hình của Mạnh Húc, sau đó lại dùng dao bất ngờ đâm ông ấy. Hoa phu nhân thấy chồng bị giết thì đau lòng vô độ. Ấy vậy mà buổi tối Hoa phu nhân đã lén gặp Triệu Sấm. Thì ra hai người họ là gian phu dâm phụ của nhau đã mười mấy năm rồi. Mà không hề biết rằng Tề Quân Nguyên đã lén trốn trên mái nhà dình xem tất cả. Triệu Sấm xin lỗi Hoa phu nhân vì kế hoạch thay đổi nên ông ta không thể giữ lời hứa tha mạng cho Mạnh Húc. Triệu Sấm an ủi Hoa phu nhân rằng yên tâm đi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, họ sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Bây giờ Hoa phu nhân mới nói ra việc ban đầu mình để Triệu Sấm tìm cha của Tề Quân Nguyên, rèn ra miếng đồng bản đồ kho báu, sau đó khiến cho giang hồ bị lừa mà điên cuồng tranh đoạt nó. Hoa phu nhân đau lòng nhất là việc bị Triệu Sấm bắt bỏ con gái đi theo Mạnh Húc. Hóa ra trong tay Sài Thắng có thư ghi lại kế hoạch của Ly Hận Cốc. Quân Nguyên tới tìm Sài Thắng, Triệu Sấm cũng ở đó. Anh hỏi Triệu Sấm rằng có phải chính ông ta là người đã thuê sư phụ mình giết Mạnh Húc không. Triệu Sấm không trả lời, hắn mượn Sài Thắng cây bút và dùng chính nó giết ông ta. Thì ra những bức thư Sài Thắng nắm trong tay đều là giả, do Triệu Sấm cố tình để lộ ra. Sài Thắng cứ ngỡ mình là gà, ai ngờ lại thành hạt thóc trong tay Triệu Sấm. Triệu Sấm nói giữ lại mạng cho Quân Nguyên tới bây giờ là muốn anh gánh tội giết Sài Thắng thay. Quân Nguyên nhớ lời Mạc Sầu sư phụ nói, có kẻ muốn bọn họ bị cuốn vào hiểu lầm và đánh giết lẫn nhau, còn hẹn anh ấy tới rạp hát Hồng Lâu gặp mình. Nhưng thứ Mạc Sầu sư phụ đợi được chỉ là 4 tên sát thủ Tây Vực, bọn chúng liên thủ khiến ông ấy bị đánh cho trọng thương. Sau đó cốc chủ xuất hiện, hắn cho người đốt rạp hát. Mạc Sầu xin được giữ lại tôn nghiêm sát thủ của mình bằng cách để cốc chủ giết mình. Khi Quân Nguyên tới, sư phụ chỉ kịp nói cho anh ấy biết cốc chủ chính là Triệu Sấm, sau đó cũng nhắm mắt xuôi tay. Quân Nguyên mở hạt ngọc, sư phụ lén lấy của Triệu Sấm ra đọc. Anh biết được âm mưu diệt khẩu toàn bộ Ly Hận Cốc của hắn. Anh thề rằng sẽ báo thù cho tất cả những người thân và đồng đội của mình. Sau khi Mạnh Húc chết, Hoa phu nhân lên làm thành chủ thay chồng. Bà ta đã có được quyền lực trong tay nhưng không hề vui chút nào. Triệu Sấm hí hửng tới thành Nam Lăng lấy binh phù. Ngay khi đó sát thủ xuất hiện cho nổ tan nát bên ngoài. Còn có tin đồn nói Triệu Sấm là kẻ phản chủ. Triệu Sấm biết ngay đây là việc tốt do Quân Nguyên làm, nên đã sai người đi giết anh ấy. Triệu Sấm thấy sự đã lộ thì không còn kiêng ghé gì nữa, mà rút kiếm ra giết người như ngoáy, khiến mọi người sợ hãi, cùng nhau bảo vệ tiểu hoàng đến. Ở bên ngoài, Quân Nguyên và người của Ly Hận Cốc tìm tới, báo thủ quân của Triệu Sấm. Bên trong, Hoa phu nhân hai tay bưng binh phù ra. Bà ta biết bây giờ trong mắt Triệu Sấm chỉ có quyền lực mà thôi. Sau đó Hoa phu nhân vì quá ân hận nên đã rút dao tự sát. Triệu Sấm đau đớn khi thấy người mình yêu chết trước mắt mình. Hắn ta mở chiếc hộp ra thì chẳng thấy binh phù nào cả, chỉ có chiếc mặt nạ của Ly Hận Cốc. Sau đó Quân Nguyên xuất hiện, vạch trần thân phận của ông ta chính là cốc chủ, còn Hoa phu nhân chính là cốc chủ phu nhân. Chính bọn họ là kẻ đứng sau tấm đồng bản đồ kho báu không có thật, làm cho hai thành Đông Tăng và Nam Lăng đấu đá nhau nhiều năm. Sau đó lại đầu quân cho Sài Thắng và chủ động dâng vợ mình cho Mạnh Húc. Tiếp đến khiến cho các thuộc hạ trong Ly Hận Cốc đấu đá lẫn nhau. Sau đó vu vạ đổ toàn bộ tội danh lên đầu anh ấy. Triệu Sấm làm vậy là muốn rũ bỏ quá khứ. Đáng tiếc quá khứ dơ giấy dễ gì giấu giếm. Hôm nay Quân Nguyên tới là muốn báo thù cho 37 mạng người vô tội Tề gia và những anh em trong Ly Hận Cốc. Sau đó hai người đã lao vào đánh nhau. Quân Nguyên dùng cánh tay tu la thủ của mình đấu với Triệu Sấm. Riêng ông ta nắm trong tay vũ khí là đôi cánh sắt, thứ có thể tránh ám khí và phóng ra phi tiêu. Ở bên ngoài máu đã đổ thành sông, quân Ly Hận Cốc đã đại thắng. Ở bên trong, Triệu Sấm đã đâm xuyên qua người Quân Nguyên một đao. Anh ấy vẫn cố nhịn đau xông tới, dùng cánh tay phá vỡ huyền quan trong áo giáp sắt, khiến cho đám đao trên cánh sắt bị mất kiểm soát. Sau đó Quân Nguyên dùng chiếc rìu nhỏ tự chế từ tấm bản đồ kho báu của gia tộc mình làm mù đôi mắt của Triệu Sấm. Sau đó lại dùng hết sức đẩy Triệu Sấm về đằng sau, khiến hắn bị đao đâm chết ngay tức khắc. Thù đã báo xong, Quân Nguyên đưa Sinh Sinh tới đại sảnh Ly Hận Cốc, nơi được coi là minh chứng tình yêu của cốc chủ và cốc chủ phu nhân trước đây. Anh vạch trần thân phận của Sinh Sinh, cô thực ra chính là con gái của Triệu Sấm và Hoa phu nhân. Sinh Sinh đã mượn tay anh và Ly Hận Cốc để giết cha mẹ mình, vì thù hận cho rằng năm xưa họ vì quyền lực mà vứt bỏ mình. Vì vậy nên Quân Nguyên không thể tiếp tục dành tình cảm cho một cô gái không từ thủ đoạn mà lợi dụng mình. Anh nói sau này mỗi khi ăn cơm nắm sẽ luôn nhớ về Sinh Sinh, nhưng yêu tiếp thì có lẽ không thể. Sau đó Quân Nguyên nói mình sẽ ở lại và chấn chỉnh lại Ly Hận Cốc. Bộ phim tới đây là hết rồi,
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.